Rồi. Đây là cái video mà quay về Full HD nhá. Full HD thôi để xem test cái chống rung của hai con này như thế nào. Đây. Mình đang là đi bộ đây. Test khả năng chống rung và khả năng thu âm của hai con như thế nào. Mình đang cầm một tay đây. Đang đi bộ nhá. Đang đi bộ đấy. Có vẻ là con V40 nó chống rung vẻ tốt hơn đấy. Và màu sắc nó có vẻ lên chi tiết hơn. Đó. Là đường này. Rồi, quay lại này. Đây là khả năng đi bộ thôi nhá. Đi bộ thôi. Nó đang đi bộ đấy. Con V40 ở bên tay trái các bác nhé. Đây mới là chế độ Full HD thôi nhé. Các bác cũng test cái khả năng thu âm của nó xem thế nào. Con V40 cảm giác là cho cái màu nó thật hơn. Con V30 nó V30 nó màu hơi chạy nhá. Chạy đấy. Đó, mình đang chạy đấy. Chạy từ đằng này đến đầu kia. Chạy lại nữa nè. Chạy đấy. Rồi. Đó. Trở lại phát nữa nhá. Thì các bạn để test cái khả năng chống rung của nó thế nào thôi. Đó. Rồi, ok. Đây mình đang đi bộ đây, đi bộ bình thường này. Công nhận là con V30 rung chống rung kém hơn thật, con V40 chống rung tốt hơn. Rồi các bác cũng xem cái khả năng ghi âm của nó xem thế nào nhá. Mình đang để cách miệng khoảng 30 phân. Rồi đi lại ngoài đường một tí nữa nào. Điều kiện ánh sáng bây giờ thì nó cũng không, nó gần tối rồi, 5 giờ chiều rồi. Không được sáng cho lắm. Đó. Quay cận cảnh bằng cái gì đó xem thế nào. Đây. Đó. Đó. Rồi. Quay cận cảnh vào đây nữa. Đó. Đó, các bác thấy đi vào nhà nữa nha. Trong nhà của em bé kìa. Đó. Trong nhà tối nhá. Đó. Sợ chưa? Sợ. Đấy, chú đang quay đấy. Chú đang quay cảnh thôi. Quay cảnh mình. Cái cảnh bình thường thôi. Đó. Đó, các bác thấy đó, con V30 nó bắn nét kém hơn nhiều và màu sắc của nó cũng bị đẩy lên một tí. Rồi quay cái xe này. Ok. Rồi. Đi bộ tiếp nào. Ok, đây có cái hoa này, đây có cái hoa này. Đó. Rồi. Chỗ này khá tối nhé. Đó rồi, ok. Ok. Rồi.
Bây giờ mình sẽ test cái cam trước của hai con này. Con V40 và V30. Đây mình đang quay bằng cam trước chính này. Con V40 thì là cam chính nó là 8 MP cơ mà. Các bác thấy sự khác biệt rõ ràng rồi đấy. Đó. Đó, thấy không? Thấy khác biệt không? Đó. Rồi. Đang đi bộ nhá, đang đi bộ, các bác xem khả năng thu âm của nó thế nào nữa. Đang đi bộ này. Bây giờ thì nói chung là cái cam trước của V40 đã ngon hơn nhiều rồi. Nó không còn bị chắc chắn sẽ không còn bị chê kiểu là không không thể chấp nhận nổi nữa đâu. Đó. Khác biệt hẳn luôn đấy. Các bác chú ý. À, chạy nè. À. Đó. Chạy tiếp nè. À. À, tiếp tục chạy tiếp nào. Chạy đi. Chạy chạy ở phòng trọ như thằng điên, may hôm nay con cũng không có thằng nào ở nhà. Không thì nó cười chết. Rồi, ok. Cảm ơn các bác. Cái này là các bác biết rồi đấy. Cắm trước nó chống rung và cái màu sắc nó tốt hơn nhiều. Rồi, ok. Cảm ơn các bác.